tìm kiếm cho mình một cái bảng xe touring cấu hình ngon mà giá lại rẻ thì đây các bác hãy tham khảo ngay cho hai cái mẫu xe, bảng xe Live X1 và mẫu xe Matsuzama PK100, hai mẫu xe tay ngang cực kỳ là ngon mà giá ở phân khúc giá bình dân luôn. Và chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh xe đạp thể thao An Tâm. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu các bác hai siêu phẩm xe đạp touring cực kỳ là đẹp, một bản chính hãng được đến từ thương hiệu Nhật Bản mang tên Matsuzama PK100. Em sẽ giới thiệu chi tiết bản này, bác nào yêu thích có thể là lựa chọn ngay cho mình được cái bản xe mà ưng ý đây ạ. Bản này thì với cấu hình một bộ khung sườn sẽ được làm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm cao cấp nhôm 6061. Dây đi âm toàn bộ trong khung đã rất là gọn gàng luôn rồi. Sơn được sơn là 3 lớp sơn tĩnh điện đảm bảo độ đẹp, độ bóng cho sơn đây ạ. Cổ lái và phần pô tăng ni lông sẽ được làm từ hợp kim nhôm cao cấp chính hãng, được đến từ thương hiệu Matsuzama đây ạ. Và bộ đè số là của Shimano. Tay phanh được làm từ hợp kim nhôm cao cấp chính hãng của nhà Shimano luôn. Và phuộc trước sẽ sử dụng là phuộc đô, được đến từ nhà Pardo đây ạ. Phanh trước phanh sau sẽ sử dụng là phanh dầu thủy lực của Shimano MT200. Vành nhôm hai lớp chính hãng của nhà Matsuzama luôn. Và có trang bị một đôi chắn bùn bằng nhựa PVC cao cấp, có thể là đi trời mưa rất là tiện lợi luôn. Tiếp theo về bộ chuyển động của bản này thì sẽ bao gồm đó là 3 đĩa trước và 8 tầng nít thả phía đằng sau. Bộ đè số được đến từ Shimano này. Chuyển đĩa, chuyển nít được đến từ Shimano Antut. Đuôi đĩa được làm từ hợp kim nhôm cao cấp chính hãng đến từ nhà Shimano luôn. Và líp cũng sử dụng líp là líp của Shimano. Đùm trước đùm sau là đùm nhôm, chạy bi bạc đạn. Và bản này theo xe có sẵn một chiếc gác ba ga rất là to, chắc khỏe, chịu lực thì vô cùng là tốt đấy ạ. Đi xe các bác có thể vừa chở đồ, chở cháu đi học rất là tiện lợi luôn. Bản này thì hiện tại mặc dù mới cập bến thôi nhưng em đã cập nhật được 5 màu cho mọi người lựa chọn rồi. Trên video đây sẽ là màu xanh ngọc, ngoài ra có màu xanh lục bảo này, có màu bạc này, có màu đen này, ghi đen này và có cả màu trắng. Màu nào cũng rất là đẹp luôn mà giá cực kỳ bình dân. Bản này giá chỉ có 7,5 triệu thôi, miễn ship giao hàng, ngoài ra còn được tặng kèm theo rất nhiều quà tặng. Bác nào ưng ý yêu thích bản này liên hệ em ngay để tư vấn và đặt đơn cho bác nha. Đó, và tiếp theo, mẫu xe tiếp theo trong video của em là một bản xe địa hình rất là đẹp được mang tên là Live X1. Bản này thì hiện tại đang được công ty trợ giá rất là sâu luôn và bên đại lý xe đạp An Tâm cũng trợ giá luôn. Bản này thì em báo luôn giá gốc của nó tận là 4,8 triệu đồng cơ, nhưng hiện tại bản này đang được giảm tận 1,3 triệu đồng nên giá chỉ còn có 3,5 triệu, miễn ship vận chuyển, ngoài ra vẫn được tặng quà tặng như bình thường luôn. Bản này thì với cấu hình một bộ khung sườn được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, mối hàn sẽ là mối hàn vảy cá rất là đẹp, chi tiết sắc nét và tỉ mỉ luôn. Cổ lái và phần pô tăng ni lông được làm từ hợp kim nhôm cao cấp chính hãng, được đến từ thương hiệu Lai đây. Bộ đè sẽ sử dụng bộ đè ấn xả của nhà Shimano đây ạ. Và phuộc thì sẽ là phuộc nhún đúc vai đen có khóa hành trình. Khi các bác đi cung đường mà dốc nó sóc, mọi người đi sẽ mở khóa hành trình ra, sẽ đi một bản xe địa hình. Còn đến khi nào mà đi cung đường êm ái, mọi người sẽ đóng khóa hành trình lại thì sẽ đi một bản xe touring. Đó, rất là tiện lợi luôn. Phanh trước phanh sau đều sử dụng phanh đĩa cơ, bản phanh rất là cao cấp rồi đó ạ. Bộ chuyển động bao gồm là 3 đĩa trước, 8 tầng níp ở phía đằng sau. Bộ đè số đây, chuyển đĩa và chuyển níp sẽ được đến từ Shimano Tourlay. Đùm trước đùm sau sẽ đùm nhôm, chạy bi bạc đạn. Đùi đĩa làm từ nhôm đến từ nhà Pardo View. Bản này hiện tại đang có màu sẽ là màu đen xanh, mà ngoài ra có đen vàng nữa. Yên xe nhìn dáng rất là thể thao và có trang bị khóa chỉnh yên nhanh ở đây. Các bác có thể điều chỉnh độ cao thấp của yên dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi luôn. Bản này giá hiện tại chỉ còn có 3,5 triệu, miễn phí ship giao hàng toàn quốc, tặng kèm đầy đủ phụ kiện xe. Bác nào quan tâm, yêu thích, ưng ý một trong hai mẫu xe mà em vừa giới thiệu đây, hãy liên hệ cho bên em, số điện thoại em luôn để góc phải màn hình, số đó của nhà em sẽ có Zalo, được đội ngũ tư vấn bên em kết nối trực tiếp Zalo, gửi chi tiết về cấu hình với hai mẫu xe, cũng như gửi bảng mời cho bác tham khảo và lựa chọn ạ. Và bên em thì có chế độ bảo hành như công ty nên mọi người yên tâm khi mua xe tại đại lý xe đạp thể thao An Tâm, các bác lúc nào cũng được miễn phí ship vận chuyển này, được tặng kèm full quà tặng, chế độ bảo hành như công ty. Bác nào có nhu cầu, ưng ý, yêu thích một trong hai mẫu xe này liên hệ em ngay để tư vấn và đặt đơn các bác nha. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo.